Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 28 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Ngày này có lục hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý khá suôn sẻ, bản mệnh thoải mái đón một ngày làm việc rất bình yên mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày bản mệnh chính là người có vai trò gắn kết tập thể tuy nhiên tác động của tỷ kiên khiến con giáp này dễ bị thị phi tiểu nhân quấy rối do có kẻ bắt đầu so bì hoặc cố gắng hạ bệ bạn để thế vị trí của bạn người đó có thể là người thân quen mà bạn không ngờ tới vì họ biết rõ nhược điểm của bạn thổ thủy tương xung cho thấy sức khỏe không được tốt Lúc này dù có vấn đề gì có thể xảy ra thì bạn cũng phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, tránh làm việc quá sức cũng như suy nghĩ lao lực và làm tổn hại cơ thể nhé. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Ngày có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy, ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc tin tức mới ngày thuận lợi cho đám tiệc hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin buồn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm nên có sự kết thúc có sự thay đổi về công việc đang làm hoặc nhận được tin tức mới có tin được mời dự tiệc hoặc có tin vui tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không phải là xấu tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ làm gì cũng nên cẩn trọng uy tín của mình là điều trên hết có tin không tốt về công danh việc làm nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ tài lộc trung bình ngày có đám tiệc có lộc ăn có tin xa về chuyện tình cảm Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Không nên có sự vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Sửu Vận trình gặp thiên quan xuất hiện trong thứ tư này cảnh báo tuổi sửu cần đề phòng những kẻ tiểu nhân. Kẻ đó có thể lợi dụng lòng tin của bạn để lừa gạt, dụ dỗ bạn hòng chiếm đoạt lợi ích của bạn, khiến cho con giáp này mất bao công sức mà cuối cùng chẳng được hưởng thành quả do chính tay mình làm ra. Tiền bạc thất thoát khi mà chỉ còn chút xíu nữa sẽ vào túi mình, những chú châu chưa chắc đã tìm ra được nguyên nhân, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối và tự trách bản thân cả tin mù quáng. Cho nên làm gì, nói gì, bạn cũng phải nắm chắc mọi thứ rồi mới được tiến hành thổ khí vượng là dấu hiệu cảnh báo sự giảm sút về sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống, chú ý đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, cẩn thận kẻo đau dạ dày. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng. Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mít lòng, gặp nhiều phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về tiền bạc, lợi lộc ngày có tin tức hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích có tài lộc nhưng dễ hao tốn về tiệc tùng giao thiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng mọi việc nên cẩn trọng có tin buồn nếu công việc không có gì khẩn cấp quan trọng thì nên để vào ngày khác giải quyết chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại các công việc cũ không nên nhúng tay vào chuyện của người khác dễ bị thị phi có tài lộc Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở chậm chạp nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy không nên cưỡng cầu tranh cãi hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng không nên tin vào sự giao hẹn đính ước có trở ngại rời hẹn sai hẹn có lộc định kỳ hao tài về giao thiệp sức khỏe không tốt có tin buồn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng tất cả mọi chuyện về việc làm công danh tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi hấp tấp hoặc kéo dài sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn sai sót nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác, có người đến đem tin buồn hoặc tin mong cầu chưa đến. Tử vi tuổi dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, thương quan chiếu mệnh ảnh hưởng khiến người tuổi dần có thể trở nên bi quan, mệt mỏi và thiếu tự tin về con đường mình đã chọn. Chính những suy nghĩ tiêu cực sẽ trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai lúc này mọi việc có xu hướng trì trệ và bạn cần phải cố gắng và nỗ lực gấp đôi bình thường để vượt qua khó khăn trong công việc nếu không bạn dễ bị đồng nghiệp gây khó dễ cấp trên khiển trách vì tinh thần thiếu tập trung mộc khắc thổ những chú hổ đừng cố gượng ép bản thân nhất là trong chuyện tình cảm cảm xúc là điều không thể che giấu hay cưỡng ép được bạn nên tôn trọng người khác cũng như chính bản thân mình bằng cách thẳng thắn đối mặt với chính tình cảm của mình tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Không nên nản trí, giao thiệp, giao dịch với người khác phái có lợi, có khách hoặc bạn đến, có tài lộc hoặc được lộc ăn, quà tặng, dự đám tiệc nhỏ. Ngày có hỷ sự, tin vui, hạp các nghề thủ công mỹ nghệ, giải trí, giải khát, du lịch. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày không nên vội vã tiến hành, giải quyết hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng trựng, bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, không nên tiến nhanh có hại tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sự việc đã đến hồi kết thúc hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc tình cảm dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ không nên tranh cãi đôi co tranh giành mọi việc đã được định sẵn tài lộc vào nhanh ra nhanh chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm đính ước kết hôn giao thiệp có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho có sự bỏ dở, chậm chạp, nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi mão Thực thần ghé thăm mang đến cho người tuổi Mão một ngày thứ tư có lộc lá lắm nhé. Đó có thể là một khoản tiền thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ của bạn hoặc lời mời ăn uống từ bạn bè khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đây chính là những tín hiệu tích cực cho một ngày xuân sẻ của bản mệnh. Hơn nữa, nhờ vận may và vận trình tài lộc khởi sắc mà bạn sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu biết nắm bắt cơ hội đó ngũ hành xung khắc đường tình duyên thứ tư này của tuổi mão lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông. Tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc, đến hạn ký. Có tin xa, thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết. Có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn nếu có người đề nghị về đầu tư hợp tác hoặc có sự chia tay giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí nên thanh toán những việc đã đến hạn ký tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi có chuyện trái ý sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bực mình có tin buồn về chuyện tình cảm sức khỏe buồn mạng gia đạo nội bộ có sự trái ý bất hòa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hãy mạnh dạn tiến hành hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù có gặp khó khăn cản trở mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn tâm tình bất an nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi có tin buồn nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc lộc ăn quà nhỏ tử vi tuổi thìn ngày sửu thìn tương phá người tuổi thìn trong hôm nay tốt nhất nên tránh xa khỏi các cuộc tranh cãi xung đột kẻo rước họa vào thân hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh và cố gắng tránh xa sự khích tướng của người khác tốt nhất bạn cứ tập trung vào công việc của mình thì hơn đừng lo chuyện bao đồng bù lại có chính quan hiệp lực con giáp này biết nắm bắt cơ hội đang trong tầm tay phát huy hết năng lực sẵn có của mình đồng thời đào sâu tìm tòi những tiềm năng chưa phát triển nên tài lộc gặt hái được không hề tầm thường nguồn thu đó giúp cho tài chính của bạn khá dư giả và thoải mái thực hiện những kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu thổ khí vượng có thể gây ra một số triệu chứng bất ổn cho sức khỏe của con giáp này bạn dễ vì thế mà mệt mỏi và căng thẳng không còn tâm trạng để ăn uống nghỉ ngơi, nếu cứ mãi kéo dài thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Cố gắng sinh hoạt điều độ bạn nhé. Tử Vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại nhưng công việc vẫn được hanh thông. Tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối, có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc đến hạn ký. Có tin xa, thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa. Tử Vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn nếu có người đề nghị về đầu tư hợp tác, hoặc có sự chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn ký. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Có chuyện trái ý, sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bực mình. Có tin buồn về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Hãy mạnh dạn tiến hành, hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dù có gặp khó khăn, cản trở. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc lộc ăn, quà nhỏ. Tử vi tuổi tỵ. Hôm nay, người tuổi tỵ có tam hợp giúp đỡ nên dù gặp nhiều khó khăn bạn vẫn bình tĩnh chống đỡ và phát triển công việc một cách nhanh chóng. Trong quá trình tiến hành các kế hoạch đã định có không ít rắc rối cản trở nhưng đều được bạn giải quyết bằng năng lực sẵn có nên không thể gây ảnh hưởng gì đáng kể. Hơn nữa, tài lộc của con giáp này đang giữ được mức ổn định khi mà có chính tài trợ mệnh. Bạn giỏi kiếm tiền, làm việc tốt và không ngừng mở rộng cơ hội của bản thân, không hài lòng với tình trạng hiện tại có một điểm cần nhắc nhở là đừng quá tham lam và nóng vội, thành công cần nền tảng vững chắc nếu không sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hòa sinh thổ, nhờ có vận đào hoa đưa đẩy, có thể bản mệnh sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động trong những tình huống rất bất ngờ. Đừng mãi e rè nữa nhé, duyên đến mà không nắm chắc thì nó sẽ đi rất nhanh đấy. Người biết nắm bắt sẽ là người xứng đáng có hạnh phúc. Tử vi tuổi ất kỵ, thuộc mệnh hỏa nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự hiểu lầm phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Cũng nên dè chừng những nguồn tin e rằng sự xấu còn hơn. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe những tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng thăm hỏi. Tử vi tuổi đinh tỵ, thuộc mệnh thổ. Không nên bàn đến chuyện người khác, mọi việc đều nên có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi chắc trở. Tránh tranh cãi, phân bua, sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì, nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau dễ có sự bất hòa nói nhiều có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi việc mong cầu về tài lộc còn chậm nhưng cũng không có sự thiệt hại gì có tin buồn về sức khỏe buồn mạng công danh của người thân không nên có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về công việc nhưng cũng có việc bị bỏ dở gián đoạn hoặc có sự sửa chữa mua sắm nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn tạm ứng không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán hàm oan đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân và có tin buồn về sức khỏe tử vi tuổi ngọ sự ngọ tương hại có thể là nguyên nhân khiến người tuổi ngọ tự tin thái quá vào ngày hôm nay. Bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu. Bạn có thể gặp nhiều rắc rối vì việc này. Con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của ngọ báo hiệu bản mệnh có thể sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm để cải thiện thu nhập với người làm kinh doanh thứ tư này của bạn khá bận rộn khi phải xử lý hàng loạt đơn hàng tuy vất vả một chút nhưng bạn hài lòng với tình trạng bận rộn này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày của sự đáo hạn kết thúc công trình giai đoạn chuyện tình cảm nên có sự dứt khoát không nên lưu liến kéo dài nên cẩn trọng trong công việc có những sự đột biến bất ngờ, hoặc có tin tức làm đảo lộn mọi dự tính, đưa đến rời hẹn, sai hẹn, dở dang công trình, công việc tiến thoái lưỡng nan. Tránh chuyện thị phi, tranh cãi dù đó chỉ là chuyện vui đùa, chuyện tình cảm, bị hiểu lầm. Có tin xa, buồn vui lẫn lộn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt có tài lộc có tin xa sự cầu mong về đi lại di chuyển có sự trở ngại chút ít tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mọi việc đều thay đổi không nên theo đường hướng cũ chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt có tin tức ở xa tài lộc dễ hao có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến, tránh bàn chuyện người khác, hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng có sự bận rộn, phiền nhiễu ngay lúc ban đầu. Đề phòng có sự hư hại, rủi ro hoặc kết quả đến chậm. Ngày có sự gặp gỡ, hò hẹn. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mùi. Người tuổi mùi có thể phải đối mặt với chuyện buồn tình cảm trong ngày xử mùi tương xung, vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt gây ra sự căng thẳng, ức chế cho con giáp này, bản mệnh không tìm được cách để hóa giải cho hợp lý. Bạn cần nhiều thời gian hơn để hài hòa lối sống giữa hai người khi có thiên quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi mùi cần phải cẩn thận và tập trung khi xử lý tài liệu vì rất có thể người khác sẽ lợi dụng thiếu sót của bạn để gây phiền phức. Bạn nên lưu tâm để cẩn trọng hơn thay vì tỏ ra khó chịu với người đã chỉ ra lỗi của bạn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Ngày không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi ích gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đào lộn. Ngày nên thu vén, sắp xếp tu bổ lại công việc cho ổn định. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán, có tin tức ở xa, tài lộc vào ra thất thường, có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Sự việc không phải là đơn giản. Nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên, sẽ có sự thuận lợi. Có tin buồn ở xa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Việc di chuyển, đi lại thường gặp khó khăn, chắc trở. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng. Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Chuyện của việc làm hay vui chơi, tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình. Có tin buồn ở xa nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi việc không nên hấp tấp sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết có tài lộc trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau có tin xa hoặc có khách đến tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi thân Thứ tư này, chính Ấn Độ mệnh, người tuổi thân bằng vào sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình mà có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn hẳn những người cạnh tranh cùng vị trí. Lại thêm sự khéo léo trong giao tiếp sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn dường như không có khó khăn nào có thể cản bước bạn vào lúc này với tài trí và tinh thần mạnh mẽ bạn thoải mái trong việc xử lý các vấn đề xảy ra bất ngờ tuy nhiên bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh nhận thành quả từ người khác để có thể được đánh giá cao hơn ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của những chú khỉ dù là người đã có gia đình hay nửa kia bạn sẽ có cơ hội cùng họ hâm nóng chuyện tình cảm còn nếu vẫn độc thân bạn cũng sẽ siêu lòng với ai đó đang ở xung quanh mình tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên bực bội cãi nhau khi công việc tình cảm đến không được như ý nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi sự mập mờ mơ hồ về giao ước hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lời hứa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa mọi việc nên có sự chậm rãi dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc mệnh thổ, ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết công việc. Tử vi tuổi Canh thân thuộc mệnh Mộc đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn không nên e rè thì mới có kết quả nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin xa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo mới có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi dậu người tuổi dậu gặp được quý nhân tam hợp trong ngày hôm nay nên dù không có năng lực quá xuất sắc thì bạn vẫn sẽ được người khác giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn con giáp này dù làm gì cũng thuận lợi hơn người khác không gặp phải những tình huống khó khăn nên thành công đạt được cũng dễ dàng hơn mấy phần chẳng những vậy bản mệnh còn gặp được thiên ấn nên có thể được người có chức có quyền nâng đỡ đây là thời điểm thích hợp để tận dụng tài lực của mình nếu muốn thăng tiến sự nghiệp có vẻ như sau bao nỗ lực vất vả thì nay bạn đã được hưởng thành quả xứng đáng thuộc về mình thổ sinh kim người tuổi này đã gác lại quá khứ sau lưng để nắm lấy hạnh phúc trước mắt ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và bạn cũng thế tình yêu đã đến gõ cửa thì đừng để vụt mất bạn nhé tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngoài chuyện về sinh nở đám tiệc dọn dẹp sửa chữa chỉnh trang thì không kể mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về buồn mạng sự mong cầu về tài lộc không tốt dễ hao dù có cũng không xứng đáng nên quay về nơi trốn cũ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên thay đổi công việc hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về đi lại di chuyển sử dụng các phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu hao tốn về mua sắm tu bổ sửa chữa trang trí có tin tức xấu về buồn mạng sức khỏe đi lại di chuyển của người thân hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp gặp rủi ro có tài lộc hoặc quà tặng tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Tin tức chậm chạp hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tuất. Ngủ hành xử tuất tương hình, người tuổi tuất đang vô tình gây tổn thương cho người khác bằng những lời nói quá thẳng thắn trong ngày hôm nay. Dù mục đích của bản mệnh là muốn tốt cho đối phương đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình hơn chính quan phù trợ công việc của người tuổi này có những bước tiến triển rõ ràng bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nhờ thế mà cho dù bắt tay vào làm việc gì bạn cũng được mọi người ủng hộ tình hình sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần hết sức lưu ý trong ngày thổ khí đương vượng như hôm nay quá mải mê cho công việc mà không chăm lo cho sức khỏe bạn có thể phải trả giá đắt vì điều đó tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa không nên tin tưởng quá đáng vào những việc đến trong ngày rất dễ có sự không vừa ý tuy nhiên vẫn có tài lộc có tin tức tốt về công việc hoặc về tình cảm có lộc ăn quà tặng hò hẹn hội ngộ có khách đến có người đi xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh, hao nhanh. tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. nếu không có sự hao tốn tiền bạc thì cũng khó thành công. nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. có người đem đến tin tốt. tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, hãy mạnh dạn tiến hành công việc nếu đã có tính toán, không nên e ngại sự hao tốn. nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả. Mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên, việc mong cầu chưa đến, có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. tử vi tuổi hợi ngày thứ tư này do bị kiếp tài cản trở việc kiếm tiền của tuổi hợi trở nên khó khăn hơn hẳn vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà bạn có thể sẽ phải trả giá đắt dẫn đến mất tiền hao của cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và khó lường trước dù điều gì xảy ra hãy làm mọi cách để có thể duy trì kế hoạch của mình đúng như dự kiến ban đầu hãy tự tin cho thấy bạn phù hợp như thế nào với vai trò không thể thay thế trong tập thể nhé Ngũ hành xung khắc bản mệnh và nửa kia dễ gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn nghi ngờ người ấy có điều gì đó giấu giếm mình. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nên xem xét lại những công việc cũ và cố gắng giải quyết. Nhưng nếu là công việc quan trọng thì chớ nên quyết định. Ngày không nên tiến hành các công việc mới mà chỉ nên tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa các việc hiện tại. Ngày hay có sự cản trở, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức đến khó giải quyết cho trọn vẹn, đầy đủ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc hoặc có chuyện buồn. Ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết, cũng không nên nản chí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Tử Vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Làm gì cũng không nên quá đáng nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự rời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử Vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp bè bạn người thân không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả có thể lại hao tốn việc như thế nào thì nên làm bình thường có tin xa tài lộc vào ra thất thường tránh tranh cãi bàn chuyện người không tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại